Ukraine tấn công Kursk nhằm che giấu thất bại ở Donbass. Cảnh báo Ukraine có thể tấn công Nga bằng đầu đạn phóng xạ. Nga sa thải cố vấn của cựu bộ trưởng quốc phòng Nga sẽ gây sôi Nga tụt hậu trong cuộc đua tiêm kích thế hệ 6 so với Mỹ. Mỹ lạc quan triển vọng ngừng bắn ở Gaza hiệu quả hơn bao giờ hết. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Chia sẻ trên trang Telegram cá nhân, Phó Chủ tịch Verkhovna Rada, Ukraine, Alexander Dubinsky cho biết, mục đích của cuộc xuyên biên giới vào khu vực Kursk của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU, là nhằm để che đậy thất bại ở Donbass trong suốt thời gian qua. Chiến tuyến của các lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực này đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Ông Alexander Dubinsky tuyên bố, tôi sẽ thể hiện bản thân một cách cay độc nhất có thể và sau đó chúng tôi sẽ kiểm tra xem ai đúng. Theo tôi, toàn bộ kế hoạch hoạt động quân sự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kurs là nhằm chuyển hướng dư luận và cuộc giao tranh trong lãnh thổ Nga. Chính vì thế, việc mất kiểm soát vùng Donetsk sẽ không được coi là quá đau đớn. Khu vực Kurs đã hứng chịu một cuộc tấn công lớn từ một phân đội lớn của lực lượng vũ trang Ukraine vào tuần trước. Hiện tại, đa tiến quân của Ukraine ở khu vực Kurs đã bị chặn lại. Bất chấp những tuyên bố mở rộng vùng kiểm soát của Kiev, quân đội Ukraine cho biết những ngày gần đây lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk ở miền đông. Thậm chí Ukraine ghi nhận số lượng cuộc giao tranh lớn nhất trong một ngày tại khu vực Pokrovsk trong tuần qua. Theo giới quan sát, Moscow dường như hiểu rằng Ukraine sẽ khó có đủ năng lực tiếp tế hậu cần để có thể tiến sâu hơn vài chục km nữa vào lãnh thổ Nga. Vì là bên chủ động tấn công, Ukraine sẽ phải đảm bảo tiềm lực binh sĩ và vũ khí gấp ít nhất 3 lần Nga ở Kursk nên việc có thể duy trì đà tiến hay không vẫn là câu hỏi. Ngoài ra, Nga huy động lực lượng từ Kharkov về cũng như đưa binh sĩ từ các đơn vị khác tới Kursk để tăng viện. Trong khi đó, tại Pokrovsk, Nga vẫn duy trì lực lượng và dồn lực tấn công, tận dụng ưu thế áp đảo về nhân lực và hỏa lực. Trong thông báo, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã có 52 trận chiến trên mặt trận Pokrovsk mỗi ngày, tăng rõ rệt so với con số từ 28 đến 42 trận mỗi ngày được ghi nhận trong tuần qua. Không chỉ gây bất ngờ tại vùng biên giới Kursk, quân đội Ukraine còn thực hiện những động thái tương tự tại khu vực Bengorod. Tuy nhiên, báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISV cho biết, quân đội Ukraine đã không còn giữ các vị trí ở tỉnh Bengorod. Họ buộc phải rút đi dưới hỏa lực mạnh của không quân và pháo binh của Nga. Theo Washington Post, từ cuối tuần trước, quân đội Ukraine đã tấn công cơ giới sang tỉnh Bengorod, gần đồn biên phòng Kolotyloka, phía tây bắc thành phố Bengorod và tiến sâu được khoảng 10 km. Còn theo nguồn tin Nga, trong những ngày gần đây, lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công gần Kolotyloka và đã tạm chiếm được trạm kiểm soát nói trên. Tuy nhiên, phía Nga không xác nhận quân Ukraine đã tiến xa hơn 10 km tính từ trạm kiểm soát. Theo Washington Post, trước các cuộc không kích và pháo kích dữ dội của Nga, các xe bọc thép của Ukraine đã vượt qua biên giới để sơ tán lực lượng còn lại trong tỉnh và hiện ISVK không thấy có bằng chứng nào cho thấy sự hiện diện của quân đội Ukraine ở Benkorod. Binh sĩ Ukraine nói với tờ Washington Post rằng quân đội Nga đã chuẩn bị tốt hơn để đẩy lùi các cuộc tấn công Belarus so với Kursk. Theo họ, quân đội Nga đã lắp đặt một số lượng lớn công sự chống tăng, gọi là răng rồng, dọc theo biên giới và gai minh dây đặc trên lãnh thổ. Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, ông Oleksandr Sinsky tiết lộ tốc độ tiến lên của Kyiv ở khu vực Kursk đã chậm lại. Chuyên gia quân sự Pasi Parunen cũng dự đoán tình hình sẽ trở nên khó khăn hơn cho Ukraine khi Nga điều thêm lực lượng tới biên giới. Mới đây, các binh sĩ của quân đội Nga đã đánh bật lực lượng vũ trang Ukraine AFU khỏi làng Snagos thuộc quận Korenevsky của vùng Kursk. Hiện khu vực này đang được dọn dẹp. Còn theo thông tin từ kênh Mass Telegram, giao tranh ác liệt cũng diễn ra ở quận Rinsky trong đêm. Các nhóm tấn công Nga đã đụng độ đối phương ở làng Krupes và sau đó đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Ukraine ở làng Gluskovo. Theo quyền thống đốc vùng Kursk, Alexei Smirnov, hiện tại hơn 40 cơ sở giáo dục ở 9 quận đã bị hư hại trong các trận chiến với quân đội Ukraine. Trong khi đó, một cư dân của một ngôi làng ở quận Korenevsky, vùng Kursk, cho biết binh sĩ Ukraine đã cướp phá ngôi nhà của người này. Cư dân này nói thêm rằng sau khi AFU tấn công xuyên biên giới, anh ta quyết định đến thành phố Rinsk mà không mang theo bất cứ thứ gì. Trên đường tới đó, anh gặp những người lính Ukraine trên xe bọc thép hiện tại cư dân trong vùng đã đến được một trong những điểm lưu trú an toàn do chính quyền địa phương tổ chức. Mặc dù giao tranh vẫn tiếp diễn, nhưng vùng lãnh thổ của Nga hiện do Ukraine kiểm soát không có nhiều giá trị về kinh tế hoặc chiến lược. Mặt khác, dù Ukraine đã buộc Nga phải phân tán lực lượng tới tuyến đầu biên giới dài 1.000 km, nhưng cho đến nay, lợi thế chiến lược chung của Moscow vẫn còn nguyên vẹn. Ukraine cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy áp lực quân sự của Nga đang giảm bớt dọc theo mặt trận phía đông thuộc Ukraina. Lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc tấn công để tận dụng sự mệt mỏi và thiếu hụt nhân lực của Ukraina. Trong nhiều trường hợp, tổn thất của Ukraina tại đây là kết quả của việc luân chuyển quân đội không đúng thời điểm. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông tin, các đơn vị và phương tiện chiến đấu bổ sung đã được điều động tới khu vực Kursk để hình thành cụm chiến đấu mới và lực lượng dự bị cho hoạt động quân sự đẩy lùi AFU sắp tới. Bộ Quốc phòng thông tin các sĩ quan hậu cần của Tập đoàn Quân miền Bắc đã tổ chức tuyến hậu cần toàn diện phục vụ nhiệm vụ đẩy lùi âm mưu xâm nhập của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Lực lượng dự bị của Nga đã có mặt tại các vị trí đã định và nhận trang bị vũ khí và đạn dược bổ sung để sẵn sàng chiến đấu. Hiện tại, giao tranh với quân đội Ukraine vẫn tiếp diễn ở khu vực Kursk trong hơn một tuần. Các trận chiến khốc liệt nhất đang diễn ra ở các thị trấn Suza và Korinevsky. Cùng với đó, AFU à, đang nỗ lực đột nhập vào khu vực Bengrut nhưng bất thành. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraina vào khu vực biên giới Kursk của Nga được xem là một kế hoạch táo bạo đối với các chỉ huy quân sự của nước này. Một tuần giao tranh đã trôi qua, mục tiêu chung của chiến dịch táo bạo này vẫn chưa rõ ràng. Các nhà quan sát cũng chưa thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho việc liệu khu vực Kursk có phải là tiền tuyến phù hợp để tiến hành một cuộc tấn công hay không. Tuy nhiên, tướng Siskii vẫn cho rằng Ukraine sẽ tiếp tục tập trung tiến công và sẵn sàng cho các hoạt động tiếp theo tại đây. Cố vấn Tổng thống Mikhail Podolyak lập luận rằng cuộc tấn công Kursk cũng có thể củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tương lai với Moscow. Chiếm đóng một phần lãnh thổ nước Nga trước bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào có thể mang lại cho Ukraine một số đòn bẩy. Nhà báo Island, Chơi Bowies viết trên mạng xã hội X rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào Kursk đã làm trì hoãn triển vọng tổ chức các cuộc đàm phán để giải quyết xung đột. Ông lưu ý, thái độ của Moscow đối với Kiev đã trở nên cứng rắn hơn sau cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm vào dân thường ở Nga. Ông Bowies nhận định quyết định của Ukraine và những đồng minh NATO đã đẩy các cuộc đàm phán hòa bình lùi xa hơn bất kỳ lúc nào kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Đồng quan điểm, ông Rodion Mirosnik, người đứng đầu một phái bộ đặc biệt của bộ ngoại giao nga nói rằng ukraine đã đưa ra quyết định rõ ràng chấm dứt khả năng đàm phán hòa bình với moscow khi phát động cuộc đột kích xuyên biên giới vào tỉnh kursk tổng thống nga vladimir putin tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với ukraine đều không thể diễn ra nếu các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân chưa chấm dứt theo ông hành động gần đây nhất của ukraine cho thấy kiev từ chối xem xét các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của nga hoặc lộ trình do các bên trung lập đưa ra. Đồng thời, nhà báo người Ireland cũng không đồng ý với tuyên bố của cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak rằng hành động của lực lượng vũ trang Ukraine ở Kursk có thể cải thiện vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán có thể xảy ra với Moscow. Theo nhà báo này, sau vụ tấn công, phía Nga không có tâm trạng đối thoại. Theo hãng truyền thông Dostoyev, vừa qua, ông Podolyak viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram như sau – chúng ta cần phải gây ra những thất bại chiến thuật đáng kể cho Nga. Ở vùng Kursk, chúng ta thấy rõ cách công cụ quân sự được sử dụng một cách khách quan để thuyết phục Liên bang Nga tham gia vào một quá trình đàm phán công bằng. Ông Podolyak cho hay, Ukraine không có ý định chiếm giữ lãnh thổ Nga mà chỉ đang chiến đấu trong một cuộc chiến phòng thủ. Tuy vậy, Ukraine cần gây ra những thất bại về mặt chiến thuật cho Nga để ép Moscow bắt đầu đàm phán, chấm dứt xung đột. Cố vấn của Tổng thống Ukraine còn cho biết, sự hiện diện của quân đội Ukraine trong lãnh thổ Nga có thể tác động tới dư luận do nhiều người ở Nga thấy rằng xung đột không phải là điều ảnh hưởng trực tiếp tới họ. Trong diễn biến có liên quan, cựu thủ tướng Ukraine Mykola Azarov viết trên kênh Telegram, Kiev đã mất 25% lãnh thổ và xét theo hành động của Tổng thống Zelensky thì đây sẽ không phải là giới hạn. Ông Azarov cho biết, khi ông Zelensky từ bỏ thỏa thuận Minsk, Ukraine mất lãnh thổ lên tới 7%. Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine đã mất 25% lãnh thổ nhưng ông zelensky sẽ không dừng lại ở đó trước đó ông azarov cho rằng cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine vào kursk chắc chắn sẽ thất bại ông azarov cho hay cuộc tấn công của lực lượng vũ trang ukraine vào lãnh thổ nga không có triển vọng ông tin rằng không có gì tốt đẹp đang chờ đợi lực lượng ukraine trên lãnh thổ nga trong trường hợp này là ở kursk theo ông lực lượng ukraine sẽ bị chặn hoặc sẽ phải rút lui hoặc đơn giản là họ sẽ bị tiêu diệt Vừa qua, trang web Pentapostagma của Hy Lạp đưa tin, người chết ở khắp mọi nơi. Đó là lời kêu cứu của binh sĩ Ukraine ở các lữ đoàn tấn công vào Kursk và họ cầu xin Tổng thống rút khỏi Nga. Trong khi tướng Nga cho biết, quân địch còn lại ở Kursk không có cơ hội quay về. Cùng với đó, Pentapostagma cũng cho biết, các lữ đoàn xung kích đường 080 và 82 của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga đã gửi yêu cầu tới Bộ Tổng thống Mỹ Ukraine đề nghị rút khỏi khu vực Kursk mặc dù quân đội Ukraine đã chiến đấu rất kiên cường và họ đã sử dụng một số lượng lớn vũ khí hạng nặng do các nước NATO cung cấp để tấn công quân đội Nga ở tỉnh Kursk, nên họ đã đạt được một số tiến bộ trong vài ngày đầu của chiến dịch và thậm chí tuyên bố đã kiểm soát gần 1.000 km vuông lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, cái giá phải trả không nhỏ khi lính Ukraine cũng đã hy sinh rất nhiều. Thiếu tướng Ati Alaudinov, anh hùng Liên bang Nga, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, kiêm phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị Bộ Quốc phòng Nga, đang tham gia trận chiến phòng thủ Kursk, tuyên bố quân đội Ukraine sẽ không bao giờ có thể tiến sâu vào Kursk Oblast. Theo tướng Alaudinov, tổng cộng có khoảng 12.000 binh sĩ Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài đã xâm chiếm khu vực Kursk. Chỉ huy Akhmat nhấn mạnh rằng, rất khó khăn trong những ngày đầu tiên của chiến dịch. Chủ yếu là do khó xác định được vị trí của các đơn vị địch đã tiến lên ở đâu và quân số, vũ khí trang bị bao nhiêu. Cùng với đó là vô số tin giả lan truyền trên Internet gây bất nợ cho Nga. Tuy nhiên, sau đó tình hình đã ổn định các đơn vị của Nga đã dần giành lại được thế chủ động. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh được Sky News công bố cho thấy, quân đội Nga đã triển khai một số lượng lớn trực thăng và máy bay chiến đấu đến sân bay quân sự ở tỉnh Kursk. Theo tiết lộ từ Sky News, hình ảnh vệ tinh chụp hồi tháng 7 cho thấy số ít máy bay hoạt động tại sân bay này. Thời điểm đó, chỉ có 2 trực thăng và 5 máy bay chiến đấu được ghi nhận trên đường băng. Tuy nhiên, các hình ảnh vệ tinh chụp vừa cập nhật thì hoàn toàn khác. 14 trực thăng cùng 4 máy bay chiến đấu đã xếp dọc đường băng của sân bay. Justin Brock, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia ở London, Anh, cho biết đã có sự gia tăng đáng kể trong việc triển khai trực thăng chiến đấu của Nga ở tỉnh Kurs. Từ hai trực thăng vận tải chiến đấu Mi-24, 35 và Mi-8, 17 vào tháng 7 lên 14 trực thăng vào tháng 8, bao gồm 3 trực thăng chiến đấu K-52 Alligator. Động thái trên của Nga được xem là phản ứng trước hoạt động của lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk. Theo các nguồn tin quân sự, những diễn biến trên mặt trận của kế hoạch quân sự mà phía lực lượng vũ trang Ukraine mở ở Kurs của Nga có liên quan chặt chẽ với những gì đang diễn ra ở Washington. Do đó, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky mới đây đã ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine bằng mọi giá phải giữ vững các vị trí đã kiểm soát được ở Kursk cho đến thời điểm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu. Trước đó, tránh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak đã thừa nhận về việc Kiev thảo luận với các đối tác phương Tây trước khi đột kích vào Kursk. Ông Podolyak cho hay, có những chi tiết phải được thực hiện một cách bất ngờ, nhưng đã có những cuộc thảo luận giữa Ukraine và các lực lượng đối tác. Chúng diễn ra không công khai. Theo ông, mục tiêu của chiến dịch ở Kursk là để công chúng Nga thấy được ảnh hưởng của cuộc xung đột. Bên cạnh đó, phía Ukraine cũng đề nghị London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow để tập kích mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, tờ Wall Journal đưa tin cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga đã thúc đẩy quân đội Ukraine rút quân và vũ khí khỏi tuyến đầu vốn đã suy yếu với hy vọng giành lại thế trận. Tờ báo lập luận rằng, Ukraine đang tái triển khai binh sĩ từ mặt trận phía đông đến khu vực Kursk của Nga, khiến các đơn vị ở đây càng trở nên căng thẳng hơn. Động thái này giống như một canh bạc, có nguy cơ khiến tình hình của Kiev trở nên tồi tệ hơn. Một chỉ huy dấu tên của Ukraine thừa nhận, các chỉ huy quân đội Ukraine không có đủ binh sĩ để hoàn thành nhiệm vụ. Những binh sĩ đã kiệt sức phải ở trong chiến hào lâu hơn, vì không có người mới thay thế. Nguồn tin bình luận rằng tình hình đối với quân đội Ukraina đã trở nên tồi tệ hơn trong suốt mùa hè. Không có dấu hiệu nào cho thấy lực lượng Nga đang nới lỏng kể từ khi cuộc tấn công Kursk nổ ra. Một quan chức Mỹ giấu tên cảnh báo chiến dịch tấn công Kursk ấn tượng về mặt quân sự, nhưng Ukraina đã đưa những binh sĩ nhiều kinh nghiệm tới Kursk và Kiev sẽ tổn thất lớn nếu mất những binh sĩ này. Và việc đưa họ khỏi tiền tuyến miền Đông sẽ cho phép Nga tận dụng thời cơ và đột phá tại đây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng gọi cuộc tấn công của chính quyền Kiev tại Kursk là hành động gây xung đột quy mô lớn. Đài Sputnik của Nga tiết lộ thông tin lực lượng Ukraine có thể dùng đầu đạn phóng xạ để tấn công vào hai nhà máy điện hạt nhân do Nga kiểm soát nhằm gây sức ép với Nga trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa hai nước đang rất quyết liệt. Lực lượng thân Nga tại tỉnh Kharkov cho biết một số tù binh Ukraine khai rằng phía Ukraine có kế hoạch tấn công các cơ sở hạt nhân Nga bao gồm nhà máy điện hạt nhân Kursk và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Một nguồn tin an ninh Nga nói với Sputnik rằng lực lượng Ukraine có kế hoạch tấn công hai nhà máy điện hạt nhân trên bằng đầu đạn chứa chất phóng xạ. Điều phối viên của lực lượng ngầm thân Nga, Sergei Lebedev, nói với Sputnik rằng các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Anh, đang giám sát việc triển khai kế hoạch tấn công bằng đạn phóng xạ này. Ông Lebedev nhấn mạnh một lượng lớn nhà báo phương Tây đã tới tỉnh Sumy và Zaporizhia trong lúc Kiev chuẩn bị cho cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân nói trên. Nhà phân tích chính trị Nga Rostislav Ischenko cho rằng Ukraine chỉ còn lại phương án đụng chạm đến hạt nhân để đối phó với Nga. Bom phóng xạ, hay còn gọi là bom bẩn, là loại bom nổ thông thường nhưng được nhồi vật liệu phóng xạ để gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Theo báo Pravda của Ukraine, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heohi Tikhi, lên tiếng phản bác sau khi các cơ quan truyền thông Nga đưa tin Kiev lên kế hoạch tấn công các nhà máy điện hạt nhân Kursk và Zaporizhia bằng đầu đạn phóng xạ đã được vận chuyển đến làng Zhobtivody ở vùng Dnipropetrovsk. Một blogger quân sự người Nga sau đó cũng quả quyết lực lượng vũ trang Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tập kích bằng bom hạt nhân bẩn. Trong thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội X, trước kia là Twitter, ông Tikhy tố ngược phía Nga đang đưa ra những lời tuyên truyền sai sự thật nhằm bôi nhọ Kiev. Người phát ngôn nhấn mạnh rằng Ukraine không có ý định hay khả năng thực hiện bất kỳ hành động sai trái nào như vậy. Nga cần phải chấm dứt loan truyền những điều dối trá nguy hiểm. Trước đó, trong cuộc họp báo cuối năm ngoái, chỉ huy lực lượng phòng vệ bức xạ, hóa học và sinh học Nga Igor Kirillov khẳng định Ukraine có sức mạnh công nghệ và nguồn dự trữ phóng xạ dồi dào để chế tạo bom bẩn. Theo đó, Kiev sở hữu khoảng 1.500 tấn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng tại ba nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động và 22.000 tổ hợp nhiên liệu đã qua sử dụng được lưu trữ tại kho chứa chất thải của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl không còn tồn tại, bao gồm Urani-235 và Plutoni-239, đồng vị phân hạch chính được sử dụng trong vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, ông Kirillov chỉ ra rằng Kiev cũng có khả năng lưu trữ hàng chục nghìn mét khối chất thải phóng xạ tại một số cơ sở xử lý chất thải và có thể khai thác tới 1.000 tấn quạng Urani mỗi năm. Hơn nữa, vị sĩ quan này nhấn mạnh Ukraine có bí quyết khoa học cho phép họ dễ dàng chế tạo bom bẩn bao gồm Viện Vật lý và Công nghệ Kharkov, từng tham gia chế tạo vũ khí hạt nhân của Liên Xô và Viện Nghiên cứu Hạt nhân của Học viện Khoa học Ukraine, nơi vận hành lò phản ứng nghiên cứu BBPM. RIA Novosti đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua xác nhận quân đội nước này trong vòng 24 giờ đã phá hủy hai trận điện tên lửa phòng không Patriot của Ukraine tại tỉnh Dnipropetrov, đánh dấu thiệt hại đáng kể nhất đối với loại khí tài này mà Ukraine hứng chịu trong một ngày kể từ đầu chiến sự. Trong đoạn video ghi lại một trong hai vụ tập kích, máy bay không người lái UAV trinh sát của Nga hoạt động gần một tổ hợp Patriot gồm hai bệ phóng và một trạm radar ANMQP-65 được triển khai tại một bìa rừng gần làng Lyubimovka ở tỉnh donetsk mà không bị ngăn chặn. Sau khi UAV gửi tọa độ về sở chỉ huy, một tên lửa Iskander-M mang đạn chùm nhanh chóng đánh thẳng vào mục tiêu. Đầu đạn Iskander-M phát nổ phía trên trận địa Patriot, phóng ra hàng chục quả đạn con bao trùm khu vực rộng lớn khiến các mục tiêu phía dưới bị hư hại nghiêm trọng. Trong video, trạm radar ANMPQ-65 lập tức bốc cháy. Quân đội Nga cho biết, cả hai bệ phóng và trạm radar ANMPQ-65 đã bị phá hủy hoàn toàn. Quân đội Nga được cho là đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm phá hủy sân bay và tổ hợp phòng không của không quân Ukraine. Chiến lược này đã trở thành yếu tố then chốt trong cuộc xung đột hiện tại, với mục đích làm suy yếu khả năng và hiệu quả chiến đấu của lực lượng Ukraine trong các hoạt động phòng không. Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố đầu tháng 7 cho biết, Tổ hợp tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander đã phá hủy hai bệ phóng tên lửa Patriot cùng một trạm radar của Ukraine ở làng noye vùng Odessa. Được biết trước đó, bộ này cũng đã công bố video phá hủy tổ hợp S-300 của Ukraine gần căn cứ không quân Myggorod bằng tên lửa tác chiến chiến thuật Iskander. Ngoài hai bệ phóng, Ukraine còn mất máy dò tầm thấp, radar chiếu sáng và dẫn đường, xe điều khiển chiến đấu và một số phương tiện khác. Hệ thống Patriot được truyền thông phương Tây ca ngợi đã hiệu quả chiến đấu cao trong các cuộc đánh chặn tên lửa Nga. Ngoài ra còn có thông tin cho biết, Mỹ, Israel và Ukraine đang đàm phán về việc cung cấp cho Ukraine 8 hệ thống phòng không này. Patriot là loại vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, thường gồm một xe radar, một đài chỉ huy cùng 4 đến 8 hệ phóng. Đây từng được kỳ vọng là vũ khí có thể thay đổi đáng kể cục diện trên bầu trời Ukraine nhờ năng lực chiến đấu vượt trội so với các vũ khí phòng không mà phương Tây viện trợ trước đó. Chưa rõ số lượng tổ hợp Patriot mà Ukraine sở hữu. Đức tháng trước thông báo gửi cho Ukraine thêm một tổ hợp Patriot, nhưng chưa rõ thời điểm chuyển giao. Trước đó, Ukraine đã công khai nhận ít nhất 3 tổ hợp Patriot, gồm 2 tổ hợp từ Đức và một khẩu đội do Mỹ cung cấp. Thời gian qua, các trận địa Patriot của Ukraine liên tiếp bị Nga nhắm mục tiêu. Bên cạnh đó, việc nguồn đạn dược đắt đỏ cho các tổ hợp này đang cạn kiệt dần, khiến Ukraine gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh chặn các đợt tập kích tên lửa quy mô lớn của Nga. Hãng thông tấn TASS ngày 16 tháng 8 đưa tin, cố vấn của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, ông Andrei Inisky không còn làm việc tại bộ này. Hãng thông tấn Nga đăng tải bài bình luận của ông Inisky. Theo đó, cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine VSU ở tỉnh Kursk được chỉ huy và phối hợp với các cơ quan tình báo phương Tây. Ông Inisky được nêu trong bài viết là chuyên gia quân sự, cựu cố vấn Bộ trưởng Quốc phòng. Theo trang web của Bộ Quốc phòng Nga, Ông Initsky làm cố vấn cho ông Shoigu từ năm 2015 Ông Shoigu đứng đầu Bộ Quốc phòng từ năm 2012 đến năm 2024 Hiện nay, Bộ Quốc phòng Nga do ông Andrei Belushov đứng đầu Trước đó, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã bắt giữ ông Yuri Kuznetsov người đứng đầu Tổng cục Nhân sự của Bộ Quốc phòng Nga Ủy ban điều tra Nga nghi ngờ ông Kuznetsov nhận hối lộ quy mô đặc biệt lớn Theo điều tra, từ năm 2021 đến năm 2023 với tư cách là người đứng đầu Tổng cục 8 thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Kuznetsov đã nhận hối lộ từ đại diện các cơ quan thương mại để thực hiện một số hành vi có lợi cho họ. Tổng cục 8 là cơ quan chịu trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước Nga. Trong vụ bê bối nhận hối lộ lần này ở Bộ Quốc phòng Nga, ít nhất 5 người đã bị bắt. Bắt đầu từ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timo Ivanov, một đồng minh của cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu, ông bị bắt vào hồi tháng 4. Nga sau đó đã thông báo thay Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shogu vào hồi tháng 5. Sau 12 năm làm Bộ trưởng, ông Shoigu có vai trò mới là thư ký Hội đồng An ninh Nga. Thay thế ông Shoigu là Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov, một quan chức dân sự chuyên về kinh tế. Chỉ trong vòng một tháng, 5 quan chức quốc phòng cấp cao của Nga bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chống tham nhũng là công việc nhất quán và tại Nga, chống tham nhũng không phải là một chiến dịch, mà là công việc diễn ra liên tục, là một phần không thể thiếu trong hoạt động của các cơ quan thực thi pháp luật nước này. Những vụ bắt giữ này diễn ra không lâu sau khi tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử và nhậm chức tổng thống nhiệm kỳ thứ 5. Điều này làm dấy lên câu hỏi, liệu đây có phải một phần nỗ lực của ông Putin nhằm siết chặt kiểm soát bộ quốc phòng trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài, hay liệu có một cuộc cạnh tranh giữa quân đội và các cơ quan an ninh Nga, hoặc một kịch bản nào khác đằng sau những bức tường điện Kremlin? Trong những năm gần đây, nhiều nước tuyên bố ý định bắt tay vào phát triển các chương trình máy bay thế hệ thứ 6. Không quân Mỹ là nhân tố chủ chốt trong lĩnh vực này, tích cực thúc đẩy nỗ lực phát triển máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo thông qua chương trình máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ tiếp theo NGAD. Nhật Bản, Italia và Vương quốc Anh đã thành lập một liên doanh như vậy. Với nỗ lực phát triển máy bay thế hệ thứ 6 có tên là Tempest, Pháp, Đức và Tây Ban Nha cũng có một chương trình đa quốc gia tương tự. Trung Quốc cũng được cho là đang trong quá trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 sau khi chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 J-20. Hiện tại, các quốc gia phương Tây đã hoàn thiện khái niệm liên quan tới tiêm kích thế hệ 6 của mình và bắt tay vào chế tạo. Trong khi đó, Nga lại đang đi sau đối thủ một khoảng cách cực kỳ đáng kể. Bên lề diễn đàn Army 2024, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Hệ thống Hàng không Nhà nước, Ghost ông Sergei Khokhlov đã tiết lộ với các phóng viên rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Nga sẽ được phát triển như một tiêm kích tùy chọn chế độ điều khiển. Cụ thể, đó sẽ là một tiêm kích có người lái nhưng được hỗ trợ thêm bởi chế độ không người lái. Tổng giám đốc Cosnias nhấn mạnh, chúng tôi đang xem xét và phát triển các công nghệ khác nhau, đó sẽ là một kiểu cộng sinh giữa máy bay có và không người lái. Như vậy, các nhà thiết kế Nga phải mất tới 3 năm để quyết định xem máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo của họ sẽ là loại có người lái hay không người lái, một vấn đề tưởng chừng khá đơn giản nhưng lại bị quyết định quá chậm trễ. Trong khi tiêm kích thế hệ 6 NGAD của Mỹ hiện đã thực hiện một số cuộc thử nghiệm và dự kiến đi vào phục vụ từ năm 2030. Mặc dù chậm trễ hơn, nhưng khái niệm chiến đấu cơ FCAS của châu Âu cũng quyết tâm chính thức trực chiến từ năm 2040. Hồi đầu tháng 7, không quân Mỹ USAF dự kiến sản xuất 1.000 tiêm kích thế hệ 6 như một phần của chương trình tiêm kích chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo NGAD. Theo nhận xét, những máy bay chiến đấu hợp tác CCA sẽ thuộc loại robot chiến trường tức là không người lái sẽ phối hợp với tiêm kích có người điều khiển nhằm tăng cường ưu thế trên không và giảm thiểu rủi ro đối với con người cũng như mang lại chi phí thấp hơn. Tiêm kích CCA được thiết kế để hoạt động cùng máy bay có người lái, tập trung vào trí tuệ nhân tạo AI để thực hiện nhiệm vụ một cách tự động. Không quân Mỹ có kế hoạch đầu tư hơn 6 tỷ đô la Mỹ vào chương trình CCA giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028 bước đi trên nhằm mục tiêu tăng cường khả năng chiến đấu trên không, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào tiêm kích có người lái. Mức độ linh hoạt cao của CCA cho phép nó hoạt động như một phương tiện cảnh báo sớm hay nền tảng mang vũ khí. Canada cho biết Ukraine có thể tự do sử dụng xe tăng Leopard và các xe chiến đấu khác do nước này cung cấp trong cuộc tập kích vào tỉnh Kursk của Liên bang Nga. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Canada cho biết Ukraine đã được chấp thuận sử dụng xe tăng và xe bọc thép mà Canada cung cấp trước đó trên lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Canada Andrei Anpulin trả lời giới truyền thông rằng người dân Ukraine biết rõ nhất cách bảo vệ quê hương của họ và chúng tôi cam kết hỗ trợ cho họ. Canada không đặt ra bất kỳ giới hạn địa lý nào đối với việc sử dụng thiết bị quân sự mà chúng tôi cung cấp cho Ukraine. Trước đó, Ottawa đã cung cấp cho Kiev tổng cộng 8 xe tăng Leopard 2A4 do Đức sản xuất cũng như hàng chục xe chiến đấu bọc thép, hàng trăm xe tuần tra bọc thép và một số lựu pháo M777. Tháng trước, chính phủ Canada cũng đã công bố một gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 367 triệu đô la Mỹ cho Kiev. Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu phương tiện và vũ khí do Canada tài trợ đang được sử dụng trong cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất vào lãnh thổ Nga của Ukraine kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra. Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo đã ngăn chặn được cuộc tiến công của Ukraine và Kiev đã phải chịu tổn thất đáng kể trong suốt chiến dịch. Moscow ước tính rằng Ukraine đã mất khoảng 2.600 binh sĩ và hàng trăm đơn vị thiết bị quân sự, bao gồm xe tăng và xe bọc thép chở quân kể từ khi bắt đầu cuộc tiến công. Trong một đoạn video chia sẻ gần đây, Moscow cho biết các lực lượng Nga phá hủy các thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine tại tỉnh Kursk bao gồm hệ thống HIMARS của Mỹ, xe chiến đấu Striker và xe bọc thép chở quân Bradley. Theo quyền thống đốc Kursk Alexei Siminov, khoảng 28 ngôi làng tại tỉnh này đang nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ông cũng báo cáo có tới 120.000 người dân đã buộc phải rời bỏ nhà cửa. Moscow lên án cuộc tấn công của Kiev là hành động thách thức trên quy mô lớn. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh không thể có cuộc đàm phán hòa bình nào trong khi nước này vẫn tiếp tục các cuộc tấn công như vậy các quan chức nga cũng đã nhiều lần lên án phương tây vì tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho kiev năm ngoái nga đã gửi một công hàm tới các nước tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato về việc chuyển giao vũ khí cho ukraine ngoại trưởng nga sergei lavrov lưu ý bất kỳ chuyến hàng nào chứa vũ khí cho kiev sẽ là mục tiêu hợp pháp của quân đội nga bộ ngoại giao nga cho rằng các nước nato đang đùa với lửa khi cung cấp vũ khí cho ukraine Nga đã trở thành quốc gia bị phương Tây trừng phạt nhiều nhất sau khi tiến hành hoạt động quân sự tại Ukraine. Bất chấp áp lực, nền kinh tế Nga đã tăng trưởng 4,7% trong nửa đầu năm 2024. Ngày 16 tháng 8, phát biểu tại hội thảo có tiêu đề Các lệnh trừng phạt đối với Nga tiến tới vô tận, ông Dmitry Berychevsky, người đứng đầu bộ phận hợp tác kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga cho hay, các lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt đối với Nga sẽ vẫn có hiệu lực trong nhiều thập kỷ, ngay cả khi có một giải pháp hòa bình ở Ukraine. Ông Mirichevsky nói, đây là câu chuyện của nhiều thập kỷ tới. Bất kể diễn biến và kết quả của một giải pháp hòa bình ở Ukraine như thế nào, thì trên thực tế, đó chỉ là một cái cớ. Hội thảo là một phần của cuộc tranh luận rộng hơn trong lĩnh vực chính trị và kinh doanh của Nga về việc liệu Moscow có nên nỗ lực để được nới lỏng các lệnh trừng phạt hay chấp nhận chúng như một thực tế lâu dài và học cách giải quyết các vấn đề liên quan trừng phạt. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng việc dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt áp đặt đối với Nga sẽ là một trong những điều kiện để đạt được hòa bình của Moscow. Ông Berezhevsky cho biết các lệnh trừng phạt có một số lợi ích, thúc đẩy Nga phải tái cấu trúc nền kinh tế và sản xuất nhiều hàng hóa có giá trị gia tăng hơn. Các loại hàng hóa vốn trước đây thường được nhập khẩu từ các nước phương Tây. Về kế hoạch dài hạn, ngay sau lễ nhậm chức nhiệm kỳ mới ngày 7 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký xác lệnh về các mục tiêu phát triển quốc gia của nước Nga đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2036. Trong đó, mục tiêu kinh tế hàng đầu mà Tổng thống Putin đặt ra là đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế trên mức bình quân của thế giới và đạt vị trí thứ tư thế giới về tổng sản phẩm quốc nội GDP xét theo sức mua tương đương PPP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đó, ông Putin muốn chuyển đổi kinh tế Nga sang nền kinh tế trọng cung. Theo báo Vedomosti, việc chuyển đổi sang nền kinh tế trọng cung cũng đã được Tổng thống Putin công bố lần đầu tiên Tại diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg vào tháng 6 năm 2023, các điểm chính để chuyển sang nền kinh tế trọng cung gồm tăng khối lượng sản xuất hàng hóa, giảm tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ xuống 17%, tăng thu nhập của hộ gia đình và duy trì mức lương của người lao động không thấp hơn tỷ lệ lạm phát. Theo Moscow, bốn điều kiện chính để hình thành nền kinh tế trọng cung là tăng năng suất lao động, tăng mức đầu tư vào kinh tế thêm 20% vào năm 2030 so với hiện tại tăng tốc độ tăng trưởng các sản phẩm phi tài nguyên và phi năng lượng lên ít nhất 2 phần 3 so với khối lượng xuất khẩu hiện tại, cải thiện hành lang hậu cần vận tải quốc tế đối với hàng hóa của Nga. <laughs> Liên quan đến việc quân đội Nga chờ đợi UAV tàng hình S-70 xuất xưởng, chuyên gia National Interest Maya Kalin lập luận rằng máy bay không người lái tàng hình UCAV S-70 Okonik của Nga sẽ khó có thể được triển khai chiến đấu trong tương lai gần. Bà cho rằng điều này là do cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và Nga đang phải ưu tiên tài trợ cho các loại vũ khí hiện có, được coi là hiệu quả hơn trên mặt trận Ukraine. Ban đầu, Okhotnik dự kiến được đưa vào sản xuất hàng loạt từ nửa cuối năm 2024. Tuy nhiên, mốc thời gian này có vẻ không khả thi. Cuộc thử nghiệm bay cuối cùng được biết đến của chiếc máy bay không người lái tàng hình này diễn ra vào tháng 2 năm 2024 vừa qua. Vào tháng 2, ông Sergei Shomka, một đại diện của chính quyền khu vực Novosibirsk, lưu ý rằng S70 đang tiến gần đến giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Việc sản xuất dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm nay. Ông Shonka tuyên bố, sự phát triển này báo hiệu những tiến bộ đáng kể của Nga trong công nghệ không người lái và nhấn mạnh cam kết cũng như khả năng của quốc gia này đối với việc hiện đại hóa quân đội. Vào mùa hè năm 2018, nhà máy hàng không Novosibirsk đã lắp ráp nguyên mẫu đầu tiên của máy bay không người lái S-70, đánh dấu một cột mốc quan trọng. Chiếc UCAV này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 3 tháng 8 năm 2019 sau đó tham gia thực hiện nhiệm vụ chung đầu tiên với máy bay chiến đấu đa năng Su-57 vào tháng 9. Đến tháng 12 năm đó, nguyên mẫu thứ hai có nhiều cải tiến hơn cũng đã hoàn thành thành công các cuộc thử nghiệm bay. Khoảng 6 tháng sau, có thông tin cho biết các cuộc thử nghiệm bay của UCAV S-70 sắp hoàn tất và ngày được ấn định hoàn thành là trong năm 2024. Điều này sẽ là cơ sở cho S-70 đi vào sản xuất hàng loạt ngay lập tức. Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Nga máy bay không người lái này cũng sẽ được xuất khẩu sang các quốc gia thân thiện trên toàn cầu. Bộ Quốc phòng Nga thường xuyên nhấn mạnh rằng UCAVs S-70 sẽ được chuyển giao cho không quân Nga với số lượng lớn. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính khiến chương trình S-70 chậm trễ là do cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng thực tế vẫn còn một số lý do quan trọng khác. Thứ nhất, Nga đang phải đối mặt với những thách thức trong việc sản xuất hàng loạt máy bay không người lái S-70, Okonik, chủ yếu là do sự phức tạp trong việc phát triển công nghệ tàng hình tiên tiến đạt được chuyên môn cần thiết và kỹ thuật chính xác trên quy mô lớn không phải là một việc dễ dàng. Việc chứng minh năng lực trong phát triển công nghệ tàng hình vẫn là một vấn đề phức tạp đối với Nga. Bên cạnh đó, những hạn chế về kinh tế cũng góp phần vào sự chậm chế trong việc sản xuất S-70, Okunik. Việc tạo ra các thiết bị quân sự phức tạp rất tốn kém và mặc dù ngân sách quốc phòng của Nga là đáng kể nhưng nó có giới hạn. Các lệnh trừng phạt kinh tế từ các nước phương Tây càng làm trầm trọng thêm những khó khăn về tài chính, làm tăng thêm độ phức tạp cho vấn đề. Các vấn đề về chuỗi cung ứng cũng là một yếu tố quan trọng cần xem xét. Việc sản xuất các thành phần tiên tiến cần thiết cho S-70 Okonic thường phụ thuộc vào một mạng lưới phức tạp các nhà cung cấp. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong mạng lưới cung ứng này, cho dù là do xung đột địa chính trị hay trở ngại về hậu cần, đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực sản xuất hàng loạt. Điều quan trọng cần lưu ý là thông tin chi tiết về loại UAV này vẫn còn khan hiếm. S-70 Okonic của Nga, tên gọi khác là Hunter, là một máy bay chiến đấu không người lái có khả năng tàng hình do Su Khôi phát triển với sự hợp tác của tập đoàn máy bay MiG. Tầm hoạt động của S-70 Okonik ước tính khoảng 6.000 km. S-70 được thiết kế nhằm cung cấp cho quân đội Nga một nền tảng linh hoạt và tàng hình có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Các nhiệm vụ này bao gồm tình báo, giám sát, trinh sát, chiến tranh điện tử và tấn công chính xác. Vì vậy mà S-70 được xem là một yếu tố then chốt trong chiến lược tác chiến trên không hiện đại của Nga. Lữ đoàn 82 là một trong những đơn vị Ukraine đang tham gia vào chiến dịch tấn công ở khu vực Kursk của Nga. Hãng tin Sky News cho biết, lực lượng này đã triển khai một số xe tăng Challenger 2 tại đây. Hãng tin này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng xe tăng của Anh trên đất Nga. Vừa qua, xuất hiện video về cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một xe tăng Ukraine, sau đó là cảnh phá hủy xe tăng Challenger 2. Chính phủ Anh tặng 14 xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 cho Ukraine từ tháng 1 năm 2023. Các xe tăng này đã được chuyển giao cho lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine, nhưng phần lớn được giữ lại trong lực lượng dự bị sau khi bị một số máy bay không người lái và pháo binh của Nga phá hủy hồi cuối năm ngoái. Mỹ và các đồng minh cho biết họ không được thông tin trước về cuộc tấn công của Ukraine vào Nga. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc tấn công này và cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do họ viện trợ để triển khai chiến dịch. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với tờ The Times rằng ông đã thiết lập các quy tắc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga bằng mọi loại vũ khí được viện trợ, ngoại trừ tên lửa tầm xa Storm Shadow. Ông Wallis từng chia sẻ cách đây hơn một năm, nếu các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga liên quan đến việc sử dụng vũ khí của Anh, miễn là đúng với luật pháp quốc tế, thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Cập nhật tình hình ở Kursk, trong đoạn video do Ukraine công bố mới đây, Thượng tướng Oleksandr Shishky báo cáo với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về tình hình giao tranh tại đây. Theo đó, lực lượng của ông đang tiến quân thêm được 1,5 km trong vòng 24 giờ. Việc Kiev tiến quân vào khu vực Kursk thuộc lãnh thổ Nga hồi tuần trước khiến Moscow vô cùng bất ngờ. Động thái này cũng giúp Ukraine giành được thế chủ động từ lực lượng Nga trong cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm. Ông Sisky cho biết, tính đến ngày 15 tháng 8, lực lượng Ukraine đã kiểm soát được 82 khu định cư và một khu vực rộng 1.150 km vuông. Ông Sisky đã bổ nhiệm Thiếu tướng Eduard Moskaliov làm người đứng đầu văn phòng chỉ huy quân sự tại khu vực do Kiev kiểm soát ở phía tây nước Nga. Tỉnh Sumy của Ukraine giáp tỉnh Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đang tiến hành một kế hoạch quân sự nhằm phân tán lực lượng Nga từ các khu vực khác của chiến trường. Đầu tháng 8, hàng nghìn binh sĩ Ukraine từ Sumy đã tấn công vào Kursk. Ukraine tuyên bố dành hàng chục khu định cư trong một động thái được cho là giảm áp lực từ các cuộc tấn công dồn dập của Nga ở Donbass và nâng cao vị thế trên bàn đàm phán trước Moscow trong tương lai. Theo một video có độ phân giải cao do Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố, một trong những hệ thống pháo phản lực HIMARS mà Washington cung cấp cho Kiev đã bị phá hủy ở khu vực Sumy. Cụ thể, video cho thấy M142 HIMARS phóng hai tên lửa từ một con đường ở khu vực Sumy. Sau đó, đơn vị di chuyển xuống đường và vào rừng để nạp đạn. Chỉ trong vài phút, một tên lửa đạn đạo Iskander đã tấn công khu rừng, phá hủy hệ thống HIMARS của Ukraine. Video cũng cho thấy các vụ nổ thứ hai của kho đạn HIMARS. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã phá hủy bệ phóng, bệ nạp 6 tên lửa và hai phương tiện phục vụ của đơn vị pháo binh Ukraine. M142 được lắp trên khung gầm xe tải, có bánh và có thể bắn hàng loạt rocket dẫn đường bằng GPS hoặc tên lửa đạn đạo ATAC-MS tầm xa. Theo thông tin do Lầu Năm Góc công bố, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 40 bệ phóng HIMARS, được định danh là vũ khí tấn công cấp chiến thuật, tổ hợp tên lửa Iskander-M có thể khai hỏa vào hai mục tiêu khác nhau trong vòng một phút. Đạn tên lửa Iskander-M nặng 3,8 tấn và mang theo đầu đạn nổ phá mảnh nặng 480 kg. Điểm đặc biệt của dòng tên lửa này là khả năng bay không theo quỹ đạo thông thường nên rất khó bị đánh chặn và đạn tên lửa được điều khiển trong toàn bộ quá trình bay. Iskander-M rất hiệu quả trong việc phá hủy các công trình quân sự cố định của đối phương như sân bay, kho tàng, trung tâm chỉ huy. Tầm bắn của tổ hợp này đạt từ 50 đến 500 km. Mỗi xe phóng tên lửa Iskander-M thường mang theo hai đạn tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga mới đây thông báo, một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga đã bị rơi ở khu vực Ikus thuộc Siberia. Cơ quan này cho biết thêm, nguyên nhân ban đầu được cho là do một trong các động cơ của máy bay bị cháy giữa không trung, có thể do lỗi kỹ thuật. Phi hành đoàn đã cố gắng điều khiển máy bay đi xa khỏi các khu vực dân cư để không có thương vong hay thiệt hại nào cho dân thường dưới mặt đất. Các nhân chứng và đoạn phim do người dân địa phương quay lại cho thấy, vụ tai nạn xảy ra ở một khu vực hoang vắng. Nhiều video ghi lại hình ảnh chiếc máy bay bốc cháy khi rơi, trong khi một số khác cho thấy các vụ nổ thứ cấp tại hiện trường vụ tai nạn. Theo lời thống đốc khu vực Ikus, ông Igor Kopjev nói, các đơn vị cứu hộ đã làm việc suốt đêm tại hiện trường. Các báo cáo ban đầu cho rằng lỗi kỹ thuật có thể là nguyên nhân chính gây ra vụ tai nạn. Khi sự cố xảy ra chỉ vài phút sau khi máy bay cất cánh, bộ quốc phòng Nga chưa tiến hành điều tra chính thức. Thống đốc quốc gia cho biết có 4 thành viên phi hành đoàn trên máy bay và tất cả đều nhảy dù thành công. Họ được đưa vào bệnh viện với các vết thương khác nhau, nhưng một trong số họ đã không qua khỏi. Kênh Telegram Short, ủng hộ điện Kremlin cũng đưa tin về vụ tai nạn cho biết Máy bay Tu-22M3 bốc cháy giữa không trung, rơi xuống và phát nổ. Bước đầu xác định, một trong các động cơ đã bốc cháy. Tu-22M3 là máy bay ném bom chiến lược siêu thanh tầm xa, được phát triển bởi Cục Thiết kế Tupolev trong thời kỳ Xô Viết. Máy bay ném bom này được giới thiệu vào những năm 1970, như một phiên bản nâng cao của thiết kế Tu-22. Kể từ đó, Tu-22M3 đóng vai trò quan trọng trong lực lượng máy bay ném bom chiến lược của Không quân Nga. Tu-22M3 có thể đạt tốc độ lên tới Mach 2.05 với bán kính chiến đấu khoảng 2.400 km. Máy bay này có thể mang nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm bom hạt nhân và bom thông thường, cũng như tên lửa hành trình chống hạm và tấn công mặt đất. Ngày nay, lực lượng máy bay ném bom tầm xa của Nga có khoảng 60 máy bay ném bom Tu-22M3. Trước đó, một chiếc Tu-22M3 đã bị phá hủy và một chiếc khác được cho là bị hư hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine tại căn cứ không quân Solsi ở Novgorod Oblast của Nga. Việc phá hủy những chiếc Tu-22M3 rất quan trọng đối với Ukraine nhằm phá vỡ ưu thế trên không của Nga, đặc biệt là giảm thiểu những đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa vào các cơ sở quan trọng của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 5 đăng trên website một dự thảo nghị quyết nhằm mở rộng lãnh hải trên biển Baltic bằng cách thay đổi biên giới trên biển với Phần Lan và Litva kể từ tháng 1 năm 2025. Dự thảo liệt kê các tọa độ mới để tính chiều rộng lãnh hải Nga, đường bờ biển và các đảo trên biển Baltic. Với lý do cách tính theo sắc lệnh Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô từ tháng 1 năm 1985 đã áp dụng những bản đồ lỗi thời. Dự thảo mô tả cách tính mới sẽ làm hiện ra một đường cơ sở mới ở phía nam các đảo của Nga tại khu vực phía đông vịnh Phần Lan gần Baltic và Zelenogorsk. Do đó, vùng nội thủy trên biển Baltic được mở rộng và biên giới trên biển của Nga sẽ thay đổi. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Dự thảo đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga không mang tính chính trị Nhưng lưu ý rằng tình hình chính trị thực tế đã thay đổi rất nhiều kể từ khi Liên Xô và các nước vùng Baltic xác định được biên giới trên biển năm 1985 Phản ứng về động thái trên của Nga Ngoại trưởng Litva Gabrielius Lesbogit gọi đề xuất đó là sự gia tăng căng thẳng rõ ràng nhằm vào NATO và EU Trong khi đó Thủ tướng Thụy Điển Ulf Christensen nói rằng Nga không thể đơn phương quyết định về biên giới mới Mới đây ông Nikolai Patrushev Cựu thư ký Hội đồng Bảo an và là trợ lý của Tổng thống Nga chuyên phụ trách các chính sách hàng hải quốc gia cho biết, các nước phương Tây đang tìm cách tước quyền tiếp cận biển Baltic của Nga và biến nơi này thành biển nội địa của NATO. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với báo Investia, ông cho biết, các nước phương Tây đang sử dụng các thành viên mới của NATO như Thụy Điển và Phần Lan để đạt được mục tiêu này. Theo ông Patrushev, để tăng cường ảnh hưởng trên toàn thế giới, Mỹ và các đồng minh hoặc phớt lờ, hoặc cố gắng xem xét lại các hiệp định quốc tế khác. Ở diễn biến đáng chú ý theo người phát ngôn của Không quân Đức cho biết, hai máy bay chiến đấu Eurofighter của Đức và hai máy bay Gripen của Thụy Điển đã cất cánh sau khi phát hiện hai máy bay chiến đấu Su-30 của Nga đang tiếp cận không phận Latvia trên biển Baltic. Theo đại diện Không quân Đức, các máy bay chiến đấu của Nga hồi đầu tháng này đã tham gia vào một cuộc tập trận, nhưng kế hoạch và lộ trình bay đã không được thông báo trước cho các quốc gia NATO. Các bộ thu phát tín hiệu trên máy bay đã bị tắt và phi công không phản hồi yêu cầu liên lạc vô tuyến. Biển Baltic gần như được bao quanh bởi các nước NATO, ngoại trừ vùng lãnh thổ Kaliningrad và vịnh Phần Lan giáp với thành phố San Petersburg của Nga ở phía đông. Máy bay quân sự của Nga thường xuyên di chuyển giữa Kaliningrad và đất liền Nga. Do vậy, các máy bay chiến đấu NATO luôn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Thứ trưởng Quốc phòng thứ nhất kiêm Tổng tham mưu trưởng Belarus Pavel Muraveko nói trong cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 6 rằng Việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở nước này là động thái mang tính răn đe. Nói thêm rằng Minsk đã học được cách vận hành và có thể sử dụng loại khí tài này một cách tự tin. Quan chức Belarus nhấn mạnh, chúng tôi chắc chắn sẽ sử dụng chúng nếu chủ quyền và độc lập quốc gia bị đe dọa. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cũng nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Rossiya TV tuần này rằng Belarus sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nếu đối phương vượt qua biên giới, sẽ không có lần danh đỏ, câu trả lời sẽ đến ngay lập tức. Tổng thống Lukashenko khẳng định Belarus không muốn tham gia vào xung đột với NATO và không muốn giao tranh giữa Nga và Ukraine gia tăng căng thẳng. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Belarus sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình. Tổng thống Lukashenko tuyên bố, nếu họ làm vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác, sẽ không có làn danh đỏ. Làn danh đỏ là biên giới quốc gia. Ngay khi bạn tiến vào đó, phản ứng sẽ được đưa ra ngay lập tức. Trong cuộc họp an ninh quân sự ở thủ đô Minsk vừa được tổ chức do ông Lukashenko chủ trì và được triệu tập trong bối cảnh Ukraine tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Krenin nói, do sự hiện diện của các đơn vị vũ trang Ukraine ở khu vực biên giới, khả năng cao sẽ xảy ra những cuộc khiêu khích vũ trang trên lãnh thổ của chúng tôi, cũng như hành động đáng chú ý liên quan các nhóm dân tộc chủ nghĩa Belarus. Ông Krenin lưu ý các đơn vị đặc nhiệm và tình báo Ukraine đang hoạt động liên tục ở khu vực giáp biên giới Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Belarus nói thêm, tình hình ở khu vực phía Nam vẫn căng thẳng. Các đơn vị lực lượng vũ trang và biên phòng Ukraine tiếp tục tăng cường hệ thống phòng thủ biên giới, dựng lên các lớp phòng thủ. Tuần trước, Belarus cho biết lực lượng của Minsk đã phá hủy một số máy bay không người lái UAV của Ukraine xâm nhập vào nhiều thiết bị điện tử và thiết bị của NATO, bao gồm một anten chủ động do Mỹ sản xuất và một hệ thống dẫn đường của Bỉ. Sau vụ việc, Belarus tuyên bố tăng cường quân sự ở biên giới với Ukraine, bao gồm triển khai xe tăng, Kiev cho rằng bước đi này nhằm chuyển hướng sự chú ý của Ukraine khỏi chiến dịch đột kích vào vùng Kursk của Nga. Các nhà hòa giải quốc tế đang thúc đẩy nhanh chóng để Israel và Hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn và giải cứu con tin vào tuần tới sau khi cuộc đàm phán kéo dài hai ngày ở Qatar, chứng kiến triển vọng thu hẹp khoảng cách bất đồng chưa từng thấy. Trong một tuyên bố sau khi các bên kết thúc các cuộc đàm phán, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ sự lạc quan về tình hình ngừng bắn và các cuộc đàm phán giải cứu con tin, dự kiến được nối lại tại Cairo vào tuần tới. Nhà lãnh đạo nói: "Chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết", nói thêm rằng các cuộc đàm phán đã đưa cơ hội đạt được thỏa thuận gần hơn rất nhiều so với 3 ngày trước. Về phần mình, Hamas không tham dự các cuộc đàm phán nhưng đã tham gia riêng rẽ với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập. Một nguồn tin cấp cao Hamas tiết lộ giới lãnh đạo nhóm này coi đề xuất mới của Mỹ là đáp ứng và tuân thủ các điều kiện của Israel. Nguồn tin cũng cáo buộc Israel đã thêm các điều kiện mới để trì hoãn thỏa thuận. Trong khi đó, phái đoàn đàm phán của Israel đã trở về Israel với tâm lý lạc quan nhưng đầy thận trọng về triển vọng đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã thu hẹp khoảng cách. Đây là những cuộc đàm phán rất hiệu quả và tích cực. Israel cho biết họ hoàn nghênh những nỗ lực của các nhà hòa giải nhưng không xác nhận rõ ràng đề xuất mới nhất trên bàn đàm phán. Văn phòng Thủ tướng PMO cho biết trong một tuyên bố, Israel đánh giá cao nỗ lực của Mỹ và các bên trung gian nhằm ngăn cản Hamas từ chối thỏa thuận thả con tin. Các bên trung gian đều biết rõ các nguyên tắc cốt lõi của Israel và Israel hy vọng rằng sức ép từ các bên hòa giải quốc tế sẽ khiến Hamas chấp nhận các điều kiện đưa ra ngày 27 tháng 5 để thỏa thuận có thể đạt được. Hiện đề xuất hòa giải công bố trong ngày 16 tháng 8 vẫn chưa được đệ trình lên thủ lĩnh Hamas tại Gaza là ông Yahya Sinwa. Quá trình này dự kiến diễn ra vào cuối tuần này hai ngày thảo luận giữa các nhà hòa giải và Israel Hamas tại Doha diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên khắp khu vực về một cuộc tấn công tiềm tàng của Iran vào Israel, có nguy cơ phá hỏng các cuộc đàm phán vốn đã mong manh. Ngày 16 tháng 8, Tổng thống Biden cũng đã gửi cảnh báo tới Iran và các lực lượng thân nước này rằng họ không nên thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu tiến trình đàm phán. Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông sẽ cử Ngoại trưởng Antony Blinken tới Israel vào cuối tuần này để tái khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối của Nhà Trắng đối với an ninh của Israel. Số người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi Israel phát động cuộc xung đột chống lại Hamas đã lên tới 40.000 người sau 10 tháng xung đột đẫm máu. Nhưng các cuộc thảo luận nhằm chấm dứt chiến tranh đã bị phủ bóng đen kể từ khi các cuộc tấn công vào cuối tháng 7 đã giết chết cựu lãnh đạo chính trị của Hamas và các nhân vật cấp cao của phong trào Hezbollah ở Liban. Bộ Ngoại giao Mỹ chấp thuận bán phiên bản mới nhất của tên lửa Patriot cho Đức thỏa thuận có giá trị ước tính lên tới 5 tỷ đô la Mỹ. Theo thông báo, thỏa thuận bán vũ khí quân sự cho nước ngoài của Mỹ bao gồm 600 tên lửa Patriot PAC3 MSE do Lockheed Martin sản xuất, trong đó có 10 tên lửa có thể mua ngay. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo đến Quốc hội Mỹ để xin sự chấp thuận đối với thỏa thuận. Thời gian qua, Đức tăng cường đầu tư vào năng lực phòng thủ tên lửa và không quân khi gửi hệ thống Patriot cũng như tên lửa đánh chặn tới Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Nga. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA cho biết, thường vụ hỗ trợ chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ bằng cách tăng cường an ninh cho một đồng minh NATO có vai trò quan trọng trong ổn định kinh tế và chính trị ở châu Âu. Đức đã đặt hàng hệ thống Patriot do tập đoàn RXT sản xuất trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và 1,2 tỷ đô la Mỹ dành cho thành phần hệ thống vào tháng 7. Kết hợp cả hai hợp đồng, tập đoàn Raytheon sẽ cung cấp 8 đơn vị hỏa lực Patriot hoàn chỉnh. Tập đoàn Raytheon cũng nhận hợp đồng trị giá 478 triệu đô la Mỹ từ NATO vào đầu tháng này để bổ sung tên lửa dẫn đường nâng cao Patriot hay GMT do Đức gửi đến Ukraine. Hợp đồng này xuất phát từ quan hệ đối tác giữa Ukraine, Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Đức. Đây đều là những quốc gia đồng ý tài trợ cho việc mua sắm tên lửa GMT để bổ sung cho kho dự trữ. Ngoài ra, những quốc gia trên đồng ý đặt hàng tới 1.000 tên lửa GMT như một phần của hợp đồng sản xuất và giao hàng vũ khí trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ từ liên doanh giữa MBDA Đức và Raytheon. Sự thống trị của Patriot tại Ukraine thu hút sự chú ý mới và khách hàng tiềm năng từ khắp nơi trên thế giới. Đức là nước sử dụng Patriot lâu năm. Patriot đóng vai trò hệ thống phòng không cho 19 quốc gia trong đó 15 quốc gia sử dụng PAC-3MSE cho kho tên lửa của riêng mình. Lockheed Martin chế tạo 550 tên lửa mỗi năm nhằm bổ sung cho các tên lửa PAC-3MSE gửi đến Ukraine. Tập đoàn Lockheed Martin chế tạo 350 tên lửa vào năm 2018 và tăng con số đó lên 500 một năm trước khi xung đột quân sự nổ ra ở Ukraine tập đoàn Lockheed Martin cũng đầu tư nội bộ để tăng sản lượng 650 tên lửa PAC-3 MSE hàng năm vào năm 2027 tại cơ sở sản xuất Camden, Arkansas. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Đại diện cấp cao EU về chính sách đối ngoại và an ninh, ông Josep Borrell tuyên bố sẽ đệ trình đề xuất trừng phạt với những người tiếp tay cho bạo lực ở bờ Tây, trong đó có một số thành viên chính phủ Israel. Theo chính quyền Palestine tại bờ Tây, hàng chục người định cư Israel đã tấn công ngôi làng Jeit ở thành phố Kankilia trong khu vực, đốt cháy nhiều xe hơi và làm ít nhất một người thiệt mạng. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU về chính sách đối ngoại và an ninh tuyên bố sẽ đề xuất trừng phạt những người tiếp tay cho bạo lực của người định cư Israel, kể cả quan chức chính phủ. Ông kêu gọi chính phủ Israel phải chấm dứt ngay những hành động không thể chấp nhận này. Theo hãng tin Reuters, bất kỳ lệnh trừng phạt nào của EU đều cần có sự chấp thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên. Liên Hợp Quốc cũng đã lên án cuộc tấn công trên. Phát biểu trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Văn phòng Nhân quyền Liên Hợp Quốc Ravina Samdasani cho biết cuộc tấn công cho thấy sự vô luật pháp tại bờ Tây, khẳng định nhà nước Israel phải chịu trách nhiệm cho những vụ bạo lực như vậy. Theo bà Ravina Samdasani, kể từ tháng 10 năm ngoái, nhiều người Palestine đã bị thiệt mạng ở bờ Tây bao gồm cả Đông Jerusalem. Bà Ravina Samdasani cũng khẳng định chỉ có một số ít các cuộc điều tra về các vụ bạo lực tương tự được tiến hành, nhưng những cuộc điều tra này không kết thúc bằng công lý cho các nạn nhân và thủ phạm. Chính quyền Palestine mô tả cuộc tấn công là chủ nghĩa khủng bố nhà nước có tổ chức, trong khi Mỹ, Anh, Đức và Pháp cũng lên án vụ tấn công, đồng thời cảnh báo về tác động tiêu cực của vụ việc đến vòng đàm phán ngừng bắn ở Gaza đang diễn ra. Trước đó, văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông xem đây là một vụ việc nghiêm trọng và cam kết sẽ bắt giữ, truy tố những kẻ phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Tất cả các khu định cư của Israel ở bờ Tây bị chiếm đóng từ năm 1967 đều bị coi là bất hợp pháp theo luật pháp quốc tế. Bạo lực ở bờ Tây đã gia tăng kể từ khi xung đột Israel, Hamas ở giải Gaza nổ ra. Người dân Palestine thường xuyên tố cáo lực lượng an ninh Israel đứng nhìn và cho phép các nhóm người Israel định cư tấn công các làng mạc và nhà cửa của người Palestine ở bờ Tây. Theo Times of Israel, khu vực Trung Đông đã chuẩn bị cho một cuộc căng thẳng bạo lực mới trong hơn 2 tuần kể từ khi Israel thủ tiêu chỉ huy quân sự của nhóm Hezbollah và thủ lĩnh chính trị của nhóm Hamas khiến cả Iran và Hezbollah đều thề sẽ đáp trả. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho hay không quân Israel đã tập trận mô phỏng một chuyến bay tầm xa ở sâu bên trong lãnh thổ của đối phương, thực hành việc tiếp nhiên liệu trên không nhiều lần trong thời gian ngắn. Theo truyền thông Israel, cuộc diễn tập đó ám chỉ rõ ràng tới một cuộc tấn công tiềm tàng ở Iran hoặc sâu trong Liban. Cuộc tập trận diễn ra trong không phận Israel và có sự tham gia của một trong số các máy bay tiếp nhiên liệu Boeing 707 và nhiều chiến đấu cơ F-35i và F-15. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah đã công bố hình ảnh bệ phóng tên lửa và hệ thống địa đạo kèm cảnh báo Israel sẽ đối diện số phận không ngờ tới. Video dài hơn 4 phút do Hezbollah công bố cho thấy, tổ chức vũ trang ở Liban đã xây dựng hệ thống đường hầm kích thước lớn dưới lòng đất. Video có hình ảnh bệ phóng tên lửa, cửa hầm, các thành viên Hezbollah vận chuyển tên lửa bằng xe tải, lái mô tô và nhiều phương tiện khác trong địa đạo. Một đoạn cho thấy công trình này được đặt tên là Imad 4 dường như để tưởng nhớ cố lãnh đạo của tổ chức Imad Mugniye khi ông thiệt mạng trong vụ gài bom xe vào năm 2008 ở thủ đô Damas của Syria. Hezbollah đã cáo buộc Israel đứng sau vụ ám sát và thề trả thù. So với Hamas, Hezbollah là lực lượng quân sự phi nhà nước mạnh nhất thế giới, với đội quân đông đảo lên tới 100.000 tay súng và được trang bị các loại vũ khí hỏa lực mạnh và hiện đại. Mỹ và Israel ước tính Hezbollah và các nhóm chiến binh khác ở Liban có khoảng 150.000 tên lửa và rocket, cho dù xét về số lượng và chất lượng không bằng quân đội Israel, một cuộc tấn công của Hezbollah có thể khiến Israel thiệt hại nặng nề về con người và cơ sở hạ tầng. Quân đội Israel trong những ngày qua đã tăng cường hoạt động tuần tra quân sự và triển khai thêm lực lượng, đặc biệt ở các khu vực nhạy cảm có thể trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa và máy bay không người lái. Chính phủ Israel cũng đã tính đến trường hợp mở cửa hầm trú ẩn đặc biệt ở Jerusalem được xây dựng sau khi kết thúc cuộc chiến với Liên bang năm 2006 cho các nhà lãnh đạo cấp cao trong trường hợp xảy ra tấn công tên lửa quy mô lớn từ bên ngoài. Vừa qua tại Cairo, phái đoàn Ai Cập tham gia các cuộc đàm phán về ngừng bắn ở Gaza diễn ra tại thủ đô Doha của Qatar đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải thúc đẩy một công thức đồng thuận để đạt được lệnh ngừng bắn khẩn cấp ở vùng lãnh thổ ven địa Trung Hải này. Kênh tin tức Al-Kahira News của Ai Cập dẫn một nguồn tin cấp cao cho biết Phái đoàn nước này đang nỗ lực hết sức để đảm bảo đạt được thỏa thuận ngừng bắn rất cần thiết ở Gaza. Theo nguồn tin này, các nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ đang phối hợp để đưa quan điểm của các bên tiến gần hơn tới việc đạt được lệnh ngừng bắn. Ai Cập cùng Mỹ và Qatar đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza. Tuần trước, các nhà lãnh đạo ba nước này đã ra tuyên bố chung kêu gọi Israel và Hamas nối lại các cuộc đàm phán ngừng bắn và trao đổi con tin trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tổng lực trong khu vực sau vụ ám sát chỉ huy quân sự hàng đầu của phong trào Hezbollah tại Beirut, Liban và vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran, Iran. Vòng đàm phán mới nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza đã được nối lại tại thủ đô Doha của Qatar ngày 15 tháng 8. Phái đoàn Israel gồm Giám đốc Cơ quan Tình báo David Bania giám đốc cơ quan an ninh nội địa Ronan Ba và quan chức phụ trách giải phóng các con tin Nidjan Allen tham gia đàm phán. Giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ CIA William Burns và đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông Brett McGurk đại diện cho Washington tại vòng đàm phán này. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết xung đột bùng phát từ tháng 10 năm 2023 đến nay đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng và bị thương. Hầu hết cơ sở hạ tầng bị phá hủy và phần lớn dân số ở giải đất này phải di rời cao ủy nhân quyền liên hợp quốc Volker tức cho rằng israel phải chịu trách nhiệm về số người thiệt mạng tăng vọt tại gaza hầu hết là phụ nữ và trẻ em quan chức liên hợp quốc cáo buộc lực lượng phòng vệ israel idf không tuân thủ các quy tắc chiến tranh khi tiến hành các hoạt động quân sự phá hủy nhà cửa bệnh viện trường học tại gaza trên quy mô thực sự gây sốc ông tức cho biết văn phòng nhân quyền liên hợp quốc đã ghi nhận những vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế của các bên xung đột tại Gaza. Ông cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ ở Gaza cũng như tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Văn phòng Ngoại trưởng Israel mới đây thông báo, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass đã nói rõ với các ngoại trưởng Pháp và Anh. Israel kỳ vọng Pháp và Anh công khai làm rõ với phía Iran rằng hành động tấn công vào Israel là không thể chấp nhận được. Nếu Iran tấn công, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ sát cánh với Israel không chỉ trong phòng thủ mà còn trong đòn tập kích các mục tiêu quan trọng ở Iran. Ông Kass cho rằng chỉ cách này mới đủ sức răn đe Iran và ngăn cản chiến tranh nổ ra. Ông tuyên bố Israel sẽ không kiềm chế và sẵn sàng dùng vũ lực đáp trả mọi hành động gây tổn hại quốc gia, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ sớm trả giá nếu không chấm dứt đe dọa Tel Aviv. Ngoại trưởng Anh David Lammy và Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjourné đã có chuyến công du chung tới Israel trong bối cảnh các nỗ lực quốc tế đang được tăng cường nhằm giúp các bên đi tới một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, trong thời gian qua, Mỹ và các nước đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi Iran kiềm chế. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần bác bỏ và khẳng định sẽ đáp trả Israel. Iran tuyên bố chắc chắn đã chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công như vậy và sẽ sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào sau đó. Theo bà Hassan Nahum, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Israel, việc Iran tuyên bố sẽ trả đũa trong thời gian qua đã gây ra bầu không khí rất nặng nề ở Israel. Sự lo lắng đã lên đến mức bà tin rằng Iran và các đồng minh đang chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý. Các quan chức Israel cho rằng mục tiêu cuối cùng là cần phải thay đổi chế độ cầm quyền ở Iran. Theo bà, đây là cuộc chiến mà Mỹ có thể giành chiến thắng trong nửa ngày. Trong diễn biến liên quan, theo báo Guardian, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa qua cũng đã phê chuẩn việc bán số khí tài trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ cho Israel. Trong danh mục vũ khí và trang thiết bị mới được duyệt bán cho Tel Aviv, có các tiêm kích F-15, đạn xe tăng và đạn súng cối tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến và dòng xe chiến thuật hạng trung cải tiến M1148A1P2. Trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, Mỹ cam kết bảo vệ an ninh cho Israel. Việc hỗ trợ Israel phát triển và duy trì khả năng tự vệ mạnh mẽ và sẵn sàng là vô cùng quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ. Theo hãng tin Reuters, một quan chức Mỹ cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với hậu quả thảm khốc và làm chạy hướng tiến trình hướng tới lệnh ngừng bắn ở giải Gaza nếu nước này tấn công Israel để đáp trả vụ thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Theo hãng tin AFP, quan chức cấp cao trên đã nói rằng Mỹ sẽ khuyến khích người Iran không đi theo con đường đó vì hậu quả có thể khá thảm khốc, đặc biệt là đối với Iran. Trước đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass, nói với người đồng cấp các nước, Anh và Pháp rằng ông mong đợi sẽ có sự ủng hộ trong việc tấn công các mục tiêu quan trọng bên trong lãnh thổ Iran nếu Iran tấn công Israel. Khi được hỏi về những bình luận của ông Cast, quan chức Mỹ chỉ nói rằng Mỹ cùng với Anh và Pháp đang chuẩn bị cho mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trước đó, Barfleur Hassan Houm, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Israel, dự đoán với Newsweek rằng kịch bản nổ ra một cuộc đối đầu quy mô lớn giữa nước này với Iran dường như là không thể tránh khỏi. Đồng thời kêu gọi Mỹ sớm có hành động trực tiếp chống lại Tehran. Trong thời gian qua, Mỹ và các nước đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm kêu gọi Iran kiềm chế. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần bác bỏ và khẳng định sẽ đáp trả Israel. Iran tuyên bố chắc chắn đã chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công như vậy và sẽ sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào sau đó. Theo bà Hassan Ahum, việc Iran tuyên bố sẽ trả đũa trong thời gian qua đã gây ra bầu không khí rất nặng nề ở Israel. Sự lo lắng đã lên đến mức bà tin rằng Iran và các đồng minh đang chiến thắng trong cuộc chiến tâm lý. Mặt khác, bà cũng cho rằng Mỹ có thể sẽ không quyết định tấn công vào lãnh thổ Iran Mỹ đã tập kích vào các lực lượng thân Iran ở Iraq, Syria và Yemen trong những năm qua, nhưng chưa chính quyền Mỹ nào tấn công trực tiếp vào Iran trong hàng chục năm qua. Và theo Newsweek, trong kịch bản Mỹ tấn công Iran, sẽ có rất nhiều ý kiến lo ngại về hậu quả tiềm tàng có thể xảy ra ở Trung Đông, nơi các nhóm vũ trang cực đoan và tổ chức khủng bố như IS đang tìm thời cơ chỗ dậy trở lại. Trong khi đó, bình luận về khả năng từ bỏ kế hoạch tấn công Israel trước vòng đàm phán mới tại Qatar về lệnh ngừng bắn ở Gaza, đại sứ Iran tại Nga Kajemzalali đã nhắc lại tuyên bố của lãnh tụ tinh thần Iran về việc đáp trả cho sự đổ máu và thái độ của phía Iran cho thấy nước này sẽ thực hiện theo kế hoạch đó. Ông Ahmad Baghshayest Adestani, một thành viên của ủy ban an ninh quốc gia thuộc Quốc hội Iran, tuyên bố sẽ có đổ máu để trả thù cho thủ lĩnh Hamas, Ismail Haniyeh. Ông Adestani tuyên bố Iran chắc chắn đã chuẩn bị cho hậu quả của một cuộc tấn công như vậy và sẽ sẵn sàng cho bất kỳ diễn biến nào sau đó. Ông Adestani cũng tiết lộ rằng. Iran sẽ đáp trả khi thích hợp, nhưng cuộc tấn công này phải diễn ra bất ngờ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!